Xin hoan hỉ kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Theo tử vi phương Đông thì số mệnh của mỗi người đều dựa trên quy luật phong thủy, âm dương, ngũ hành. Mỗi người tương ứng với một độ tuổi theo một con giáp cố định suốt đời. Mỗi một con giáp sẽ có một vị Phật bản mệnh riêng. Tùy theo năm sinh mà ta phân định con giáp nào được Phật nào đổ mệnh. Có tất cả 8 vị Phật bản mệnh 12 con giáp. Theo quan niệm dân gian, Phật bản mệnh sẽ phù hộ độ trì, mang lại bình an, sức khỏe đối với những ai biết và có lòng phụng hướng. Có tất cả 8 vị Phật bản mệnh 12 con giáp. Theo quan niệm dân gian, Phật bản mệnh sẽ phù hộ độ trì, mang lại bình an, sức khỏe đối với những ai biết và có lòng phụng hướng tới các ngài. Và trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem các vị Phật đồ mệnh của các con giáp là ai. Chắc chắn điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống sau này của quý vị. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Một, Phật bản mệnh 12 con giáp là gì? Trong pháp uyển Châu Lâm, bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát dặn những loài thú này bảo vệ, nhận được lợi ích nên một con giáp cũng dựa vào đó để đặt. Bạn nên biết vị Phật độ mệnh của mình là ai, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống sau này. Đơn giản như khi đi lễ chùa cầu an lễ Phật, ta biết hướng về ai để kêu cầu, ước nguyện. Phật không phân sang hèn, không phân già trẻ, chỉ cần bạn thành tâm cầu khấn thì mỗi đức Phật đều có công đức vô lượng, có thể bảo hộ cho ta vượt mọi khó khăn. Bài tượng Phật độ mệnh hoặc đeo vòng có mặt hình tượng Phật bản mệnh, bạn sẽ có được bình an, may mắn và hạnh phúc như ý. 2. Phật bản mệnh 12 con giáp là ai? Các ngài độ trì phương diện nào? Cùng đi tìm đáp án cho câu hỏi Phật bản mệnh 12 con giáp là ai? Từ đó sẽ biết các ngài độ cho tuổi bạn ở phương diện nào, tài lộc, sức khỏe hay tình duyên, sự nghiệp. Tuổi Tý, Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Ngài là biểu trưng cho đại từ đại bi. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật. Khi vận may của bạn tìm đến, ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, sáng lạn. Ngược lại, nếu bạn đang gặp vận rủi, ngài sẽ giúp bạn hóa giải khó khăn, vượt qua hoạn nạn một cách an nhiên để cuộc sống bình an, hạnh phúc và may mắn. Theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay là một trong tứ đại Bồ Tát. Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và Đại Thế Chí Bồ Tát là người phò trợ truyền bá thánh pháp cho Phật A Di Đà. Quan Âm nghìn mắt nghìn tay cùng với Phật A Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát hợp thành Tây Phương Tam Thánh. Điển tích Phật giáo có ghi chép lại, nghìn tay của Phật Quan Âm dùng để cứu hộ chúng sinh, còn nghìn mắt để theo dõi khắp nhân gian. Sau thời nhà Đường ở Trung Quốc, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay dần được rất nhiều chùa chiền thờ phụng. Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay thường lấy 42 cánh tay tượng trưng cho nghìn tay, trên mỗi cánh tay đều có một mắt. Chữ nghìn trong Quan Âm nghìn mắt nghìn tay thể hiện sự vô lượng và viên mãn. Nghìn tay từ bi, giang rộng cứu giúp chúng sinh, nghìn mắt trí tuệ soi thấu khắp cõi trần gian. Theo Kinh Đà La Ni, Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay phổ độ chúng sinh, thỏa mãn mọi ước nguyện, giúp dân chúng sống đời an lạc. Tuổi Sửu và tuổi Dần, hư không tạo Bồ Tát. Hai con giáp này có cùng một vị Phật độ mệnh, đó là hư không tạng Bồ Tát. Đây là vị Phật đại diện cho sự thành thực và sung túc. Bất hư bất không là thần tài của Phật giới. Khi bạn mang theo hình mặt ngọc hư không tạng Bồ Tát, ngài sẽ giúp bạn mở lối thoát nguy nan, tránh hao tài phá của, vận thế tài lộc tăng tiến không ngừng, lại càng thêm sinh phần tài tụ lộc, được bát vương quý nhân tương trợ, đánh đuổi tiểu nhân, tiền tài vượng phát. Tên phiên âm theo tiếng Phạn của hư không tạng Bồ Tát là Akasagabaha, mật danh là Khố Tạng Kim Cương. Hư không tạng Bồ Tát là đệ nhất phù thần của tam thế chư Phật, công đức khắp hư không, thông tuệ mọi điều trên thế gian này. Có tâm nhẫn nhịn tượng kim cương, ý chí kiên cường như gió lớn,
đẩy lùi mọi cám dỗ trên đời. Đọc thông hư không tạng chú có thể giữ tâm kiên định, tăng cường trí nhớ, thúc đẩy trí tiến thủ. Hư không tạng Bồ Tát có sức mạnh ban tặng niềm vui và tài lộc. Tạng thể hiện phúc đức trí tuệ vô biên, hư không thể hiện sự rộng lớn khôn cùng. Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh chỉ rõ, hư không tạng tựa như phù ông, chúng sinh đói khổ chỉ cần đến trước mắt Bồ Tát kêu cầu là được cứu tế. Vì thế mà hư không tạng Bồ Tát còn được biết đến là vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh là niềm vui. Tuổi Mão, Văn Thù Bồ Tát. Đây là vị Phật biểu trưng của đại trí tuệ, có thể thắp lên ánh sáng tinh thần, khai sáng tư duy, tăng cao ngộ tính. Ngài giúp cho đường học hành thuận lợi, hoàn lộ thanh thang, phúc lộc đầy nhà. Người tuổi Mão sẽ càng thêm sáng tạo, ý chí kiên cường, đủ sức cạnh tranh và chiến thắng đối phương, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Danh xưng theo âm tiếng Phạn của Văn Thù Bồ Tát là Manjushri, hay còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Nhật Kinh ghi rằng, Diệu Cát Tường, Văn Thù hay Mạn Thù đều mang ý nghĩa kỳ diệu, còn Sư Lợi hay Thất Lợi có nghĩa là Phúc Đức hay Cát Tường, gọi đơn giản là Văn Thù. Văn Thù Bồ Tát là thị giả theo hầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là đại đệ tử của Đức Phật. Văn Thù Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phổ Hiền Bồ Tát được dân gian gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Văn Thù Bồ Tát tài năng Đức Phật đứng đầu trong các vị Bồ Tát là biểu trưng cho trí tuệ. Văn Thù Bồ Tát còn được gọi là Pháp Vương Tử, đại diện cho trí tuệ, mặc đồ màu tím vàng như đồng tử, đỉnh đầu có năm xoáy, tóc búi cao. Tay phải cầm kim cương bảo kiếm, tượng trưng cho sự sắc bén của trí tuệ, có thể chém ma, trừ tà, chặt đứt mọi nỗi phiền muộn. Tay phải cầm bút sen xanh, trong bút hoa có cuốn kinh kim cương, tượng trưng cho trí tuệ vô thượng, cưỡi trên lưng sư tử, biểu tượng cho sức mạnh của trí tuệ. Ngày Văn Thù Bồ Tát đản sinh, ngày 4 tháng 4 theo lịch âm. Tuổi Thìn, tuổi Tỵ, Phổ Hiền Bồ Tát. Hai tuổi này có Phật bản mệnh chung là Phổ Hiền Bồ Tát, đại diện cho lý trí, đức độ và đại hành nguyện. Ngài sẽ đi theo phù hộ cho người tuổi Thìn, tuổi Tỵ hoàn thành ước nguyện, trừ bỏ tiểu nhân, tăng thêm khí thế, cầu uy cho người lãnh đạo, giúp bạn cầu được ước thấy, hạnh phúc mỹ mãn. Tên tiếng Phạn của Phổ Hiền Bồ Tát là Samantabhara. Phổ Hiền Bồ Tát đi theo phù trợ, truyền bá đạo Phật với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng với Văn Thù Bồ Tát hợp thành Hoa Nghiêm Tam Thánh. Phổ Hiền Bồ Tát có lời nguyện rằng, Phổ Hiền hành nguyện uy thần lực, Phổ Hiện nhất thiết Như Lai Tiền. Phổ Hiền Bồ Tát truyền bá Phật Pháp thập phương công đức vô lượng, còn tu hành đạo hạnh vô thượng, có thể độ vô biên hữu tình, dùng trí tuệ để thỏa nguyện chúng sinh, giúp muôn dân biết đến đạo Phật. Phổ Hiền Bồ Tát hành thiện vô số, phân thân trong tích tắc, tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Dân gian còn gọi Ngài là Thập Đại Nguyện Vương. Pháp Hoa Kinh ghi rằng, chỉ cần thành tâm tín Phật là Phổ Hiền Bồ Tát cùng chư Đại Bồ Tát sẽ cùng hiện thân bảo hộ, giúp cho thân tâm đều được an yên, xóa bỏ mọi ưu phiền, chẳng lo yêu ma quấy phá. Phổ Hiền Diên Mệnh Kinh Kỳ nói rằng, Phổ Hiền Bồ Tát có sức mạnh vô cùng, có khả năng kéo dài tuổi thọ. Ngài là đại diện cho lễ đức và hành thiện, tượng trưng cho chân lý. Ngài dùng trí tuệ dẫn lối chúng sinh, dùng hành động để làm gương cho muôn dân, hoàn thành những ước nguyện của người cầu Phật, được người dân chúng tôn làm đại hành Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày Phổ Hiền Bồ Tát đản sinh, ngày 21 tháng 2 âm lịch. Tuổi Ngọ, Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài ban cho người tuổi Ngọ ánh sáng trí tuệ, giúp đường đời được thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp hanh thông. Ánh sáng vĩnh hằng Phật Pháp sẽ hóa sát trừ hung, ban điều như ý các tường, chỉ lối dẫn đường cho người tuổi Ngọ phát huy năng lực để đạt đến lý tưởng cao nhất. Đại Thế Chí Bồ Tát là vị hành giả bên cạnh Phật A Di Đà, còn gọi là Đại Tinh Tiến Bồ Tát, gọi tắt là Thế Chí. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, hợp thành Tây Phương Tam Thánh. Bi Hoa Kinh kể rằng, trước đây có một vị chuyển luân Thánh Vương, Đại Thái Tử là Quan Thế Âm Bồ Tát, Nhị Thái Tử là Đại Thế Chí Bồ Tát, Tam Thái Tử là Văn Thù Bồ Tát, Tư Thái Tử là Phổ Hiền Bồ Tát. Chuyển luân Thánh Vương về sau, tu hành thành Phật, chính là Phật A Di Đà của giới Tây Phương Cực Lạc. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đi theo vua cha phò trợ tả hữu hai bên. Quan Vô Lượng Thọ Kinh ghi rằng,
Đại Thế Chí Bồ Tát cùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp nhân gian, giúp chúng sinh thoát khỏi nạn, đau binh cũng như thiên tai bão lụt, công đức vô lượng, uy thế vô biên. Ngày Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh, ngày 13 tháng 7 âm lịch. Tuổi Mùi, tuổi Thân, Đại Nhật Như Lai. Tuổi Mùi, tuổi Thân, Đại Nhật Như Lai. Ngày tuổi Mùi, tuổi Thân có Phật độ mệnh là Đại Nhật Như Lai. Ngài là biểu tượng của ánh sáng và trí tuệ, giúp người tuổi Mùi, tuổi Thân luôn giữ được tinh thần minh mẫn, trừ yêu tránh tà, cảm nhận được tinh hoa vạn vật, hấp thụ linh khí đất trời, vững vàng tiến bước về phía trước, cuộc đời sáng lạn, hạnh phúc. Đại Nhật Như Lai là tôn xưng trí cao vô thượng trong Phật giáo Mật Tông, là Đức Phật cấp cao nhất trong Mật Tông. Theo đó, tất cả các Đức Phật và Bồ Tát đều do Đại Nhật Như Lai mà ra. Đại Nhật Như Lai đứng đầu, chỉ huy tất cả, là Đức Phật khởi sinh trong giới Phật giáo Mật Tông. Đại Nhật có nghĩa là thắng cả mặt trời. Đại Nhật Như Lai có thể phá bỏ mọi tà pháp, xóa mọi trở ngại trong chốn nhân gian, công đức viên mãn, đem ánh sáng trí tuệ chiếu sáng muôn nơi, không còn đêm đen che giấu, khởi nguồn sinh sôi Phật tâm. Ánh sáng trí tuệ của Đại Nhật Như Lai khơi gợi tâm thiện trong mỗi người. Ngày Đại Nhật Như Lai đản sinh, ngày 8 tháng 4 âm lịch. Tuổi Dậu, Bất Động Minh Vương. Bất Động Minh Vương, Bất Động Tôn Bồ Tát, tượng trưng cho lý trí, trí tuệ. Ngài sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ, giúp cho người tuổi Dậu trên đường đời phân biệt phải trái đúng sai, nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, có được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Bất Động Tôn Bồ Tát có tên tiếng Phạn là Akhalanatha, nghĩa là Bất Động Tôn hay Vô Động Tôn. Giáo giới tôn ngài làm Bất Động Minh Vương là sứ giả bất động. Bất động ở đây chỉ tâm từ bi, bền vững không chút dao động lung lay, còn minh chỉ ánh sáng trí tuệ. Chỉ cần nhìn thấy Bất Động Tôn Bồ Tát là tự phát thiện tâm, nghe thấy tên là đoạn mọi ác tâm, nghe thấy pháp danh như được thêm trí tuệ, hiểu rõ tâm tư thì có cơ may thành Phật. Tuổi Tuất và tuổi Hợi, Phật A-di-đà. Vì Phật hộ mệnh cho người tuổi Tuất và người tuổi Hợi là Phật A-di-đà, tượng trưng cho ánh sáng, phúc thọ, bảo hộ cho hai tuổi này trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường gây dựng cơ đồ, hưởng đời an lạc. Phật A-di-đà còn có tên tiếng Phạn là Amitajusa, vô lượng thọ, Amitabha, vô lượng quan. Ngài còn được gọi là Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng quang, Phật quan tự tại vương, cam lộ vương. Phật A-di-đà là giáo chủ trong giới Tây Phương Cực Lạc, cùng Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát hợp thành Tây Phương Tam Thánh. Theo ghi chép cổ, từ thời xa xưa, Ngài vốn được giáo hóa bởi Phật Thế Tự Tại Vương, nguyện gây dựng Phật Quốc tận thiện, tận mỹ, nơi cực lạc, dùng cách đi độ hóa chúng sinh, phát 48 lời thề nguyện, nhờ đó tu thành Phật A-di-đà. Nhưng ai có cơ may gặp được Ngài thì có thể thoát khỏi mọi nỗi thống khổ trên đời. Ngày Phật A-di-đà đản sinh, ngày 17 tháng 11 âm lịch. Đây kỳ thực là ngày sinh của Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tương truyền là đấng tái sinh của Phật A-di-đà. Hy vọng quý anh chị thông qua nội dung của chương trình ngày hôm nay đã có thể giải đáp thắc mắc về vị Phật nào độ trợ cho bản mệnh của mình. Để có thể tăng được may mắn và được độ trợ tốt nhất, quý anh chị hãy mang theo mặt dây chuyền hoặc tượng hình các vị Phật bản mệnh bên người. Ngoài ra, hãy luôn thâm tâm hồi hướng, sống thiện lương, an lạc để luôn bình an, thành công. Chương trình của chúng tôi xin được phép dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và ban biên tập chương trình. Kính chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!